bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi tuyển lựa ca sĩ quy mô nhất tại hải ngoại. Trên 600 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Qua 6 vòng tranh tài, chỉ còn 2 thí sinh sẽ được đứng trên sân khấu lớn nhất của người Việt trên toàn thế giới. V-Star Season 5, chương trình hấp dẫn, hào hứng, gây cấn nhất mùa hè năm 2018, chỉ có trên Vietface TV. V-Star.